Tối ngày 16 tháng 7, Chipu và Amber đã trình diễn tiết mục Gió Thổi Mùa Hạ tại sân khấu của chương trình Lễ Tốt Nghiệp Không Giới Hạn. Đa số cư dân mạng đều khen ngợi màn trình diễn của hai tỷ tỷ đạp gió 2023 vô cùng ngọt ngào, mãn nhãn. Không chỉ thuyết phục người xem bằng vũ đạo đẹp mắt, màn tương tác của Chipu và Amber trên sân khấu cũng nhận được vô số lời khen ngợi của cư dân mạng xứ Trung. Sân khấu như này thật sự quá xúc động, tôi đã bị bước nhảy của họ cuốn hút rồi, cũng muốn nhảy theo. Từ đạp gió đến lễ tốt nghiệp không giới hạn, Thái Vân Chi Nam cuối cùng cũng có sân khấu riêng của hai người. Gió Thổi Mùa Hạ thực sự đã thổi vào tim tôi rồi. Tiết mục đã thực hiện được ước muốn của ai tôi không nói. Những bước nhảy năng động vui vẻ của hai tỷ tỷ rõ ràng đã nhảy vào tim tôi rồi. Tốt nghiệp vui vẻ không cần thành đoàn trong đạp gió nữa. Hôm nay là happy ending rồi. Trước màn biểu diễn tại lễ tốt nghiệp không giới hạn, người hâm mộ tại Trung Quốc đã có nhiều hoạt động để tiếp sức cho Chipu như quảng cáo hình ảnh nữ ca sĩ trên màn hình LED cỡ lớn tại các địa điểm công cộng. Ngày 17 tháng 6 trên tài khoản Weibo, Chipu gửi lời cảm ơn tới các fan và cho biết cô cảm thấy mình là người hạnh phúc và may mắn nhất vì có sự đồng hành của người hâm mộ.